mọi người thấy chưa, đang mua đây, người ta sẽ bắt con 35 đồng, 36 đồng một thao. Mắc như 700 ngàn đồng mà có nửa ký, ký 1,4 triệu. Đã dễ sợ không? Quá trời luôn mọi người. Con nhà bán cua còn nhúc nhích luôn kìa, công nhận nó mạnh ghê luôn á. Đó, đem lại cho nó kẹp bên gì nè, thấy chưa, nó còn sống luôn à. Cái này lớn rồi, lớn lắm rồi, Việt Nam là 14 tuổi rồi, Mỹ sắp 13 vậy đó, với muôn bịch ốc, ốc hương nè. Nguồn gì không biết ăn sao hết nữa nè. Quá trời quá đất, coi cái tay của mình với cái cạn cua nè mọi người. Ăn con này là nó gần 9 phao. Thằng phao có thằng phao 35 đồng 99. Ai ăn đi mua lẻ lẻ đây, nó mới về à? Như xé sầu riêng vậy, ngon ngoe, thấy không? Còn sống. Mua từ sáng 10 giờ mà bỏ bột đá lên xong rồi bắt đầu đi vòng vòng tới giờ mà vẫn còn sống nhăn. Hay ghê không? Làm sao bỏ vô cái nồi đây nè mọi người. Nó bị lớn đi, mà làm sao để lên cái nồi đây nè, giờ bắt nước lên nè, bỏ lên hấp nó. Mình bắt cái nồi gì cái mình bỏ cái sửng này vô, xong mình bỏ con cua vô, làm sao mình luộc hết nguyên con cua này nè. Nó bự quá trời, nó bự rồi, chả có lửa. Quay tự kẹp vô mỏ nó luôn kìa, ghê không. Bả lửa mình bự phụng em. Mọi người nhìn, để vô cái nồi, để vô cái nồi nó nhìn thôi, mình đang bó tay luôn rồi. Trời ơi trời, ê vô rồi, vô rồi, mày cái càng sao đâu để được đâu, mày bộ khó rồi nha. Chỉ xong làm sao vừa được cái nồi này, em đã cắt cho mình nó ra chân theo chân, mình theo mình. Đó, phải luộc hấp nó, hấp này phải 15 phút. Vừa gấp ra nè, gấp ra người ta không nổi rồi. Gấp người ta không nổi vậy, cần một cái tay nó cụ. Rồi cái càng nó bỏ vô. Rồi nó sôi lên là 10 phút, hấp 10 phút là chín. Okay. Chuẩn bị chanh nặng sẵn, cái hồ là dứt thôi chứ khỏi cần nặng nữa. Vũ Ngọc Trâm là nặng chanh với muối tiêu. Bốn chục xét canh nữa là xong, 40 giây nữa chín rồi đó. Dở nắp ra hoặc là mình sẽ gáp nó lại thành một con cua hoàn chỉnh trở lại. Cua lắp ráp chứ giờ cái nồi nó nhỏ quá để không hết, ác vậy á. Giờ gấp ra ráp lại nha. Sau khi một hồi rồi hết, mình luộc xong rồi mọi người, gáp lại thôi đó, y như một con cua thực thụ. Tại vì nãy mình cắt ra với cái nồi mà nó nhỏ quá nè, thấy chưa, giờ nó cũng bình thường thôi. Giờ bưng ra nha, vô thôi quý vị ơi. Tôm càng được chản rồi, qua bên này nha, thấy chưa, thấy tôi không, nãy mọi người thấy tôi cắt cực khổ ra, bây giờ tôi phải gác lại y như một con cua nguy hiểm. Ủa cắt ra rồi đó hả? Để tôi bẻ á. À, thấy không? Thấy sợ nữa. Thế thì sao? Nó cái nồi nhỏ quá, nồi cái mình nó không là đầy nồi vậy. Làm gì? Gỡ cái bự chứ hả? Gỡ cái chân bự nhá. Dạ, này chắc bộ cần ăn phải phụ quá. Không được. Nghĩ, thấy nó cũng dễ mà. Cái gì chứ ăn mình hay lắm mọi người. Nó cũng không cứng lắm đâu nha. Cái con cua này mềm. Wow. Hôm qua đây ngồi xuống kìa. Không thích ăn cua. Không thích ăn cua. Cái nào
là con ghẻ này. Rồi. Ôi. Tươi vậy nè mọi người, nó mới ngọt, nó mới đã. Ngon quá trời luôn. Trời, cảm giác nó đã. Châm cho con miếng này ta. Con miếng mẹ miếng. Ngọt dữ lắm luôn. Rớt mình chấm. Tao. Ừ, hỏi mấy hết sảy hả? Hết sảy con 37. Rồi con nào? Rồi, vô rượu nữa kìa. Nhắc nữa. Ăn cho nó ngon. Nước chanh. Cái gì đâu? Ăn đồ biển phải uống nước chanh. Nước gì? Tiếng Mỹ kêu bằng gì qua nè? Margarita. Rồi 100 tự xử luôn. Ý dạ. Mua có thưa á. Không ngon bằng tươi gì đâu. Tươi ngon. Cái có tươi nó bị mặn. Không biết sao bị mặn. Này nó ngọt hơn. Ngon hơn. Trầm thông minh không? Để miếng bịch như lông ở dưới cái là cắt luôn đó. Còn cái gì này nữa. Hết lên lời để nói. Trầm có nước chấm riêng không? Hay là chấm muối tiêu luôn? Có chấm muối tiêu. Mình chấm muối tiêu nhưng mà chấm để chấm nhiều. Ờ, của anh Trầm chua hơn hả? Nào cái nào của anh Trầm đâu? Cái này. Đó. Nào, này chấm ăn rất là chua. Không còn gì để nói nữa mọi người ơi. Tôi biết im lặng mà dứt thôi. Ý là biết cái thằng thường thường mọi người thấy tôi ăn mà hay cái cọ xả tóc trên sà phòng, tôi biết là con cua này, cho nên tôi mới cọ tóc kiểu đoạn lên để tôi ăn cho nó thoải mái. Cái thịt nó ngon. Hả? Thịt cua nó ngon. Dễ xinh vậy. Thôi đi bên gì mẹ, thường thường mẹ trong ăn chứ bữa nay con không cảm thì để ăn xong đi. Cho ăn là quý phi. Chớ đi. Thằng ơi, trong ơi. Hay chưa? Chạy lên quay đi. Vậy. Gai không à? Ủa? Muối nè, muối tiêu. Thêm hả? Hả? Thêm muối hay gì? Không có, niêm quá chất thì. Nè mọi người nhìn nè, muối tiêu á. Phải có quá chất. Muối tiêu chanh á. Bây giờ phải chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Để qua một bên. Còn hết rồi. Phải lắc nó ra mọi người. Đó. Ôi giời ơi. Cầm nguyên cái gì luôn. Quất luôn. Trời ơi, trắng. Còn lằn ra. Còn giống như lằn bột vậy. Thấy miếng chả trước khi ăn nữa. Không dám. Hả họng bự. Miếng chả. Hả họng bự rồi bắt đầu mất công. Chăm cắt cái miếng này. Đó. Đúng là cua vua. Ngon nó ngọt vô cùng. Ai ở gần chợ seafood chạy ra mua lẹ về dứt liền. Không có đợi được nghe không? Đợi là nhưng mà cua này nhớ nha. Để mua cua này đừng mua cua nhỏ không ngon nha. Cua bự á. Tại vì cua nhỏ nó non. Chín phao lên. Gia bán tết rồi. Tham chi thôi nghỉ luôn đi. Hồi xíu đây hết quay luôn. Rồi quay phim để máy xuống đặt luôn rồi mọi người. Úi lời là. Chịu đâu có nổi. Mình uống nước kìa. Uống nước. Chán miệng chứ không nhả hả họng mà cắn miếng cua là nước nó chảy gồng gồng. À, thôi vậy mới được. Chán ăn đổ một lần uống quá.
tội nghiệp không? Cái này không có gì hết để gài anh hả? Có mà, còn cái đầu thôi. Trễ đi. Cà bộ quốc hai càng, cà bộ nó muốn no mọi người. Thơm nó không chịu ăn. Thơm nó cua, cua biển nó nhỏ, cua biển lớn mà không hết. Có, đúng thật rồi. Sao ta? Không được à? Ngọt quá. Bẻ không được. Tí xíu ta. Anh đang ăn là không ngừng chịu, được. Chịu không nói. Hai mẹ con mình đứng như lăn xăng lăn xăng. Rồi cho nó vô đây đi. Đó. Cái này còn không? Hai bên nữa nó được. Đấy. Lấy ra cho nó dễ. Ăn đi. Đưa em hoài. Người ta thương vợ anh ta mà. Gồ rớt chẳng hề. Rớt là bộ rớt anh cho vợ em đó mọi người. Gồ tì. Bộ rớt thì vợ em đó. Rớt thì em dám ăn. Vợ ăn hoài sợ anh ta kêu diêu. Ôi ôi con Ngọc Trâm nó làm gì kìa. Nó tự gỡ cua nó ăn luôn rồi. Trâm thích cua còn thôi không thích. Tao không thích. Tao không thích đồ biển. Cũng mày. Nó là con ruột mình chứ phải là nó con trai mình. Mà nó là một con ghẻ chắc tao nói sao có bà tâm này sao bám vô con nhỏ không. Ăn cho tiền nó cũng ăn đó. Cua xoài lớn quá. Nhỏ nó ăn á. Nhỏ nó thích nước. Quà cũng ngọt quá. Thôi ăn đi. Đừng có đưa em nữa. Đi em ăn mà gọi em nhảy quá. Trời ơi. Trâm miếng mưa tiêu làm à. Vô. Nhìn Ngọc Trâm. Đang giò đang bơi coi. Ôi ôi. Rớt tùm lum này. Thiệt là tình của nó rớt tùm lum. Kìa. Anh trẻ đi. Cho bà mượn kéo lớn nè. Con ông cua này gần 9 phao. À cua này loại cua này con cua mình mua là mí điềm thôi, là loại dạng dạng dừa thôi mọi người, không có bự lắm. Còn loại bự nữa mà gia đình mình ăn nó hết. Bự nữa ăn không hết. Nước nó sôi lên rồi mấy mình hấp á, mà mọi người hấp khoảng 8 tới 10 phút rồi nước chờ nước sôi bỏ vô nó sôi rồi là mình tính từ phút đó 8 tới 10 phút là chín. Tại luộc lâu quá nó cũng khô khô hết. Gặp đi. Nha. Gặp đi. Ủa mọi người nhìn nè. Đại gì ấp như thế này. Ừ là gớt. Ừ, ngọt ngay à. Thịt ngọt quá. Ngọt liệm luôn á. Cua đang ngon, ai mà có ăn đi mua liền, cua ngon. Ăn không chứ em ơi. Ăn mình nhảy quá. Vô. Nhường nhau. Nhường nhau. Cái cua trắng. Ngọt. Chàng ba mẹ nó no. Chất ngon. Chất ngon. Ngon 2 cái. Cua có 6 không mày à? Mẹ ăn cái thứ 3 còn 2 cái. Rồi nãy giờ chưa ăn cái này hết. Không rồi ăn cái mình. Nãy giờ anh đổ cái này lụm ăn cái này. Lụm ăn thì cũng no. Lụm ăn cái đó. Đấy nè. Thấy chưa? Bằng bằng không? Cái này nè, bên gì khỏi ăn. Bên gì? Trâm đem cho bên gì miếng cho mày. Đầu ăn ngon, nó ăn dữ lắm luôn vậy. Còn hai càng nè. Ừ. Mắt nó nhắm mà cái miệng nó vẫn ăn. Thằng nó ham ăn, giống mẹ nó. Ui da. Ăn cái này là phải ra tay với cách nào này Trâm? Cái nhìn cơm để mẹ nó lại. Nè thôi nè mẹ để lên má để lên má để lên đó này ăn đi vô đi. vô với ba mày đi mẹ ơi mẹ ăn đây vô này không vô không bậy mẹ con ăn đi con sống ăn lấy ngại cái camera ngại camera không ăn nữa ăn đi chè phải chịu đâm ơi thôi đi nè mẹ cho mẹ ăn xong mẹ đi gửi tay luôn. Từ từ nè
thấy chưa, xích vô nè. Đó, cái này ăn mót thôi nha, thằng Ben gì ăn mót nha. Rồi đi đi, đang buồn ngủ, người ta đang buồn ngủ. Ủa, cái thằng nó ham ăn dữ lắm, có cái gì không nè, lụm mót ở ngoài nè, nó văng văng ra nè, đó ăn đi con. Rồi xong cho nó đi được rồi, đi đi, nhiêu được rồi, ăn cái gì cũng chia sẻ. Đi đi, ấm đi. Cái càng là bằng tay. Nhìn đi chút nha. Nhìn vô cái chút nha, này ngon lắm, thịt này ngon. Ừ, trong. Mình ngon nha. Thịt nó dẻ. Thịt nó càng ngon. Nha, mẹ chị. Mình để đây nha, mình còn lấy miếng. Có phần mày luôn hả bên gì? Mẹ chỉ được ăn mót thôi chứ bên gì? Tại sao con được ăn cua của mày á? Tại nãy chó cũng có duyên cái nợ nha mọi người. Mình là không thích nuôi chó rồi đó. Nhưng mà nuôi thì mình thương lắm. Thôi vô đi. Nó sai. Nên chị nó sắp gọi luôn. Wow, miếng bự luôn. Miếng chả bá luôn đó con. Miếng chó ăn nữa. Ngành ăn với con chó. Không cho ăn nữa. Ăn hết của mẹ nó rồi. Chăm rắn đút con miếng ơi. Cuối cùng thơm mệt cũng ăn rồi. Này thơm mệt ăn gì cô chú nha. Thanh Kiều. Nhớ không? Bà Lộc càng nữa. Ngon không? Ăn nữa không? Ăn nữa không? Quên càng quá. Càng ngon. Mò, mò đi. Hai con ngồi đây ngay. Ngon không? Bọn mò đi. Cái nữa thôi. Dạ, cái này nè. Từ từ đứt tay á. Đứt tay á. Trời sao mà nó đây nó còn hơn nữa, nó là khác nữa nè. Ok. Nè, nó ăn còn cả đống nè. Hơi mẹ nó phải ăn mót rồi, nó ăn còn cả đống thịt cho mày. Ăn cho sạch. Phải chi nó căng thịt không, nó bán mình không? Nó lúc mà ăn thịt mày căng vỏ này không? Rồi ngon. Mẹ cũng vậy ha. Ngon luôn. Mày ăn nữa không? Ăn xong rồi đi ngủ. Ủa thôi đút anh ăn đi. Ồ, dễ thương quá. Ngon quá, không thấy ba lúc mẹ ba. Mẹ nó ăn cái bao giờ thấy mẹ lúc ba mà. Còn cá thương sao? Được, đừng cho thương. Thường tháng xảo lên ký luôn. Ăn không hết biết bao nhiêu tiền cũ. Chà bông cua, chà bông cá, chà bông heo gì nó sạch sạch xanh. Cái gì nó cũng ăn hết trơn. Ăn cả tấm rồi nha. Ăn cá sầu riêng nha. Ba lại thằng tấm đây nha. Rồi cá sầu riêng. Nè cắt cái bờ nha. Can mix it with rice. Bỏ ra cơm vô cạnh nha. Được mà. Bé nó ngon. Nó ngọt. Nó kinh khủng lắm chăng? Nó béo. Nó trộn cơm cho hả? Trộn chiên trộn. Chấm cái thịt nó vô. Wow. Lấy cái thịt cua chấm cho ba em. Mẹ không? Mẹ cái thằng mẹ cái khăn. Lấy người ta marinate crab xong rồi ăn ít cơm. Cơm. Đây cơm. Đây, đây là cơm trắng. Gặp cua. Chụp xuống. Chọn một cua hả? Nè, lấy muỗng mà chọn. Cha con ăn đi nha. Cua đã hết nấu rồi, còn đâu còn nữa. Nữa. Cái mình có cua gì mà nó chà bá. Rồi chọn cơm. Cái bịch cua này nó bé, cái gạch nó ngọt, nó béo kinh hồn lắm này. Còn cái miếng này nè, nó nằm ở dưới này nè. Để miếng muối chua chanh lên đi. Cái miếng này dưới cái yếm nó lột cái miếng da nó ra. Okay, lột miếng da ra, nó dưới này nó có cái miếng này ngon lắm. Wow. Nó nằm trong miếng da đó. Mấy hàng lột ra 10 miếng vậy, cho ăn cơm với cua nào. Thôi em còn thấy cái này nó có sạch cho mình hả? Là... Xong chưa? Dùng hả? Gạch nó múc cái gạch ra cho ăn cơm. Wow.
rất là ngon. Rồi nó béo quá trời luôn á. Ăn cơm thì hợp chặt. Tận nước chương á, tươi ngọt. Khò nhìn nè. Cơm cua. Để mình thử miếng. Thử đi. Thơm thử cơm cua không thơm? Đây mày đút miếng nè thơm. Đi, qua đút miếng này. Đi, ly. Ăn miếng rồi con. Ok. Thích thế sẽ. Thơm. 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 Một muỗng thôi thơm. Ly. Như con, tệ. Một chút mừng. Không có anh ăn cái nào cứ như vậy đó. Cơm. Thơm, qua đây mày đút cho con. Cơm cua. Thì con ngon lắm nè. Cơm chọn như vậy cua. Thì cơm đấy. Nó tinh thần. Nên cái dịp làm đậu đi lấy cái cơm nó chọn như vậy cua. Cái thịt cua vô. Rất là ngon. Chỉ đơn giản thôi mà. Tìm mấy phao nữa. Ngon. Thơm cho mẹ đút con cái nữa đi thôi. Nè, ăn một cái nữa thôi con. Nè, không mặn. Mặn nó gặp con. Thôi, lấy cái dặm dặm vô đây nè. Không, dặm dặm vô luôn. Dạ, thấy không? Cái gì chứ? Cái này hay lắm. Dặm vô cái một đống gạch luôn. Miếng cua bị gớm xuống mất rồi. Mất rồi. Trời. Thơm cho nó. Thơm, cô ăn cái này nó nghỉ thơm ơi, hết rồi là thơm. Trời. Nướng, cái gì ăn luôn. Thì... nướng nữa nó cũng ngon nữa. Mình ăn luôn, ăn cơm nóng luôn. Thơm. Thơm. Cái này bỏ cái này cái xong con hết luôn rồi nè. Bỏ vô cái nhỏ này, bỏ vô bếp nướng cho lại. Thơm. Nhanh đi con. Lẹ lên. Thôi mọi người bây giờ mình rất cần hơn món này nữa. Thôi mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Nhớ chạy ra ngoài mua cua cua dạng đi. Để coi là có. Nói chung là gì mà bye.